Vâng, thưa quý vị, nấu rượu tại nhà để bán phải có giấy phép. Đây có thể coi là động thái đầu tiên khá tích cực nhằm hạn chế các loại rượu giả, rượu độc tràn lan ra thị trường và đặc biệt là trong dịp cao điểm dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Vâng, các chuyên gia cũng phải thừa nhận rằng ít có năm nào mà ngộ độc rượu methanol lại nhiều như năm nay. Ngay trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa rồi, tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng ghi nhận tới 3 trường hợp tử vong vì uống phải rượu methanol. Không chỉ quản lý các cơ sở bán rượu nhỏ lẻ, hộ gia đình mà ngành chức năng còn cần phải kiểm soát chặt chẽ methanol. Đó là chia sẻ của người đứng đầu Trung tâm Chống độc sau nhiều trường hợp không thể cứu vãn được. Cụ thể, theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong vòng chưa tới một tuần, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9, tại đây đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong vì methanol, trong đó có 2 nam và 1 nữ. Tất cả các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu rất cao, không thấy ethanol trong máu. Đặc biệt, các trường hợp đều mua rượu ở những cơ sở không rõ nguồn gốc. Nhìn lại con số tử vong trong 9 tháng năm 2017 và cả những vụ ngộ độc rượu methanol tập thể cho thấy, mức độ ảnh hưởng của methanol không còn là nhỏ lẻ nữa. Y tế chỉ là khâu giải quyết cuối cùng. Nếu trước đó không quản lý, không ngăn chặn được thì sẽ còn có nhiều người chết. Đối với các cơ quan chức năng thì chúng ta đã họp hành rất nhiều và đã điều tra rất nhiều, đã bàn bạc rất nhiều và đã có rất nhiều biện pháp, rất nhiều ý tưởng đã đề xuất. Thế trong đó có biện pháp là quản lý cái cồn công nghiệp methanol làm sao đó để làm sao không rơi vào tay những người làm ăn phi pháp, không rơi những tay kẻ xấu để người ta pha thành cái loại rượu bán gây ngộ độc cho người dân. Đó là nguyên nhân phổ biến nhất hiện nay. Chúng tôi xin nhắc lại, ngộ độc methanol hiện nay trên thực tế ở Việt Nam hầu hết các trường hợp là do vấn đề quản lý hóa chất của chúng ta chưa chặt chẽ, dẫn tới lượng cồn công nghiệp methanol đó tuồn ra ngoài và dẫn tới những kẻ xấu người ta pha thành rượu gây ngộ độc cho người dân. Ra nói methanol một cách đơn giản là cái cồn công nghiệp, tức là cái cồn mà người ta vẫn khi mà chúng ta đi ăn nhà hàng người ta đốt để lẩu đi thì nó lấy cái cồn đó nó pha thành rượu cho chúng ta uống. Thì những cái người mà uống cái rượu mà pha bằng cồn công nghiệp thì nhẹ, chúng tôi nói đùa nhẹ là mù mắt, tức là nó lại ảnh hưởng đến thị lực làm cho bệnh nhân không nhìn thấy gì nữa, và nặng là tử vong. Khoảng 70-80% rượu trên thị trường là rượu trôi nổi, không có nguồn gốc. Nghị định 105/2017 NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành vào tháng 11 tới đây, được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế rượu độc trôi nổi trên thị trường. Để trong dịp Tết này không còn những cảnh cả chục bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì rượu độc.